Canxi nó tham gia vào rất là nhiều những cái vai trò khác nhau ở trong cơ thể. Và khi chúng ta hiểu được về cái sinh lý như vậy thì chúng ta sẽ biết là cái biểu hiện nó như thế nào. Ở trẻ em á, đặc biệt là trẻ nhỏ thì mình thấy khi mà thiếu canxi thì những cái dấu hiệu mà kích thích thần kinh nó sẽ biểu hiện rất là rõ ràng. Mình thấy là ví dụ như ở em bé sơ sinh á, nó sẽ có những cái hiện tượng là nó giật mình, nó tăng kích thích so với bình thường và nó có thể nó quấy đêm, nó vã mồ hôi, nó rất là khó ngủ. Thứ hai là chúng ta sẽ thấy là nó có thể nó hơi kích thích ở cái cơ của em bé, tức là em bé nó hơi nhạy cảm ở cái phần cơ bắp. Một cái nữa là do ảnh hưởng đến cái hoạt động của cơ, tham gia vào cái sức khỏe của cơ. Do đó những em bé mà thiếu canxi thì mình thấy là cái vận động cơ có thể nó sẽ kém hơn, tức là em bé có thể phải chậm vận động hoặc là yếu hơn ở trong cái vấn đề về vận động. Em bé nào mà thiếu canxi thì chắc chắn là răng sẽ chậm mọc hơn, hoặc là khi mà mọc ra đó thì chúng ta thấy cái răng, cái chất lượng của nó sẽ không tốt, cái men răng sẽ xấu, hoặc là răng nó sẽ mọc thưa, nó dễ bị gãy, dễ bị sâu. Thế còn về cái vấn đề xương đó, thì bởi vì canxi nó là đóng cái vai trò rất là quan trọng. Khi mà thiếu canxi thì mình thấy cái xương nó sẽ phát triển không được tốt. Đầu tiên là em bé nó có thể là chúng ta sẽ thấy là em bé có vẻ như cái xương của nó không khỏe. Do đó cái hoạt động của em bé nó không tốt. Em bé nó hay than là đau nhức chân. Tức là sau một ngày nó vận động thì buổi tối mình thấy là cái chân nó có vẻ nó không yên, nó bồn chồn. Và chúng ta hay nói là em bé đau xương tăng trưởng là do cái lượng canxi nó không đủ. Thế còn nếu mà cái hiện tượng này nó kéo dài hơn thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cái chiều dài của em bé và cái chiều cao của em bé. Có nghĩa là cái tăng chiều cao và chiều dài của em bé nó sẽ không đạt chuẩn. Và nếu để lâu dài đó thì chúng ta thấy bắt đầu nó sẽ có những cái biến dạng ở xương. Chẳng hạn chúng ta thấy là em bé nó sẽ trên, chúng ta thấy cái đầu, chẳng hạn em bé trán sẽ rồ ra, hoặc nó sẽ có những cái vùng các cái u chẩm á, tức là nó sẽ không tròn như là bình thường. Em bé nhỏ thì còn có thể thấy những cái rụng tóc hình vành khăn. Và mình thấy ở cái sườn của em bé, tức là sẽ có một cái chuỗi hạt sườn nó nổi lên, hoặc là ở những cái khớp của em bé thì cái đầu xương nó bị to ra và nó biến dạng. Nặng nề hơn nữa thì chúng ta sẽ thấy là em bé nó chân cong hoặc nó bị lõm ngực, tức là những cái vùng xương nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. PM Nescan bổ sung canxi và phosphor ở dạng vi tinh thể cùng vitamin D3, vitamin K1 dùng cho các trường hợp thiếu canxi, phối hợp điều trị loãng xương. Chống tác dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ dẫn sử dụng trước khi dùng. PM Nescan dùng cho trường hợp thiếu canxi.